Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming và Diệt Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Hôm nay thì Sunhe gì đây. Đó, Sunhe gì đây, đó. Ông con Long Đao anh em, con Long Đao. Hôm nay khá đáng tiếc ấy. Đáng lý là ông này là 173 mạng là sẽ chắc chắn là top 1 rồi. Rất là đen khi gặp ông Ngạo Thiên bên này, ông được ít 2 điểm anh em, được ít 2 điểm với cái mạng nạ ít 2 á. Thì ông đánh chỉ cái 76 mạng thôi thì ông là lái top 1 của Sunhe rồi. Đó, rất là đen. Chứng thông là ông này Sunhe con Long Đao này top 1 là chắc rồi nè. Đó. Anh em cùng xem qua sắc đồ của con Long Đao này thử nha. Đây, đang đứng chỗ này nè anh em, đó thấy chưa? Hồng Môn Bang. Đó, được rồi. Độ đáng lý hôm nay ông top 1 ấy. Đen quá gặp ông kia X2 nè. Đen quá gặp ông kia X2 nè. Đây, cho anh em xem đồ nha. Con Long Đao nha anh em. Thằng này con Long Đao nha anh em nhìn nè. Đó, hôm nay thì Khải đánh được thiệt cái bên thua này mà đủ kim nó khỏe quá. Tống lôi nhoi được vài người, má nó ép nhà từ đầu đến cuối. Nay mình đuối quá chỉ được top 10 thôi, không lên nổi. Với lại Khải không có mang cái nỏ, không mang nỏ thông kim được vì chưa kích được sức mạnh nên là mang nỏ này đam hơi yếu, mất đi 200 đam. Rồi để cho anh em xem này, một cái nón sinh lực cao, sinh lực cao và chống 40, nó sinh lực cao chống 40. Thiên tử hôm nay không có nha, Nghĩa Hồng Quân ơi. Một cái đao top 20, top 20 binh sắc 75, ui 82% nữa. Cái đao này con Long Đao đánh quá chắc rồi. Đợt kích dòng bản sắc này thì chắc chắn là đi áo kim với gia truyền kim rồi. Gia truyền kim kháng cả 11, sinh lực cao. Sinh lực một lực cũng khá là đẹp. Áo sinh lực 150, trời áo quá đẹp luôn anh em ơi. Phù hợp 40 sinh lực 150. Nó cũng sinh lực cao này, thấy chưa? Gia truyền cũng sinh lực này, công lôn ưu tiên sinh lực mà build như sắc đồ như này mới thấy vài món thấy quá đẹp rồi anh em ơi. Cái đao này vị trí Khải nghĩ cái đao này từ 5 đến 10 triệu anh em. 5 đến 10 triệu cái đao này ấy, không biết đâu. Cái đao này đặt bản sắc luôn. Đặt bản sắc 72. Và đặt tốc độ cho con Long Đao quá đẹp. Năm độc cầm cũng khá là đẹp, nhưng mà tầm này thì năm độc ít người chơi là con Long Đao thì nó mang sự hiệu quả hơn em. 82-60% luôn, phải thì đao này khá là đẹp. Ơi mới thôi 4 món mà tiền không mà em. Đó. Giá trị này bèo bèo ấy 1 triệu 15 kim là ít. Đó, cái đao này bèo bèo từ 5 đến 7 kim, quên 5 đến 7 triệu, 5 đến 7 triệu, khả nghĩ là vậy. Hiện tại server nha em. Hiện tại so với server là khoảng từ 5 đến 7 triệu ấy. Tính là hai cái này không đã gần 8 triệu rồi. Nón này cũng rẻ thằng đấy. Áo này chắc cũng vài kim sẽ được cao. Bao tay làm 140, bao tay này chắc khoảng tầm 4-5 kim. Nhẫn sinh lực cao. Ồ, 150. Nhẫn sinh lực cao này. Nhẫn này kháng hỏa, sinh lực 90 khá là đẹp. Đại lưng chón a. À, mang cho mình kiểu 40 chậm và 80 chón nè. Đó anh em thấy chón cho một không? Sinh lực cao luôn, đẹp quá. Đó, kháng hỏa. Chắc chắn ngàn bội skill đó lấy sức mạnh luôn. Quá đẹp nhờ. Rồi thì tính ra thì kháng hỏa thì cũng khá là ok. 19 này. Cái này 5 nữa là 24, 24 như cái này 10 nữa 34 là cắn bùa con lùng nữa cho 5 mít rồi. Còn kháng hỏa cho 5 mít rồi. Chón được 80 nè. 40 đai lưng này. Và 40 từ nón. Đó là chón được đặt móc 80 chón rồi. Làm chậm thì 40 chậm. Và cái nhẫn mọc. Nhưng mà sinh lực cao chắc chắn sẽ đi với cái dây mọc được kích bao tay này. Dây mọc gắn lôi cao luôn. 21 sinh lực 97. Nói chung sẽ đồ con lôn này build khá đẹp anh em ơi. Sinh lực đa số khá là cao, khá đẹp luôn. Chứ thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Sung Hy này một like chia sẻ, cũng như ủng hộ video của Khải một like chia sẻ anh em ơi. Rất là tiếc ấy, hôm nay đăng lý top 1 ấy mà ổng bị thằng Ngạo Thiên ít 2 điểm á, nó nhoi lên dầm top mất, khá là đen nhưng thật top 1 rồi. Này đánh con lôn đa quá chắc anh em ơi. Này vẫn nằm tốt trong con lôn. Con Long Đao top 1 108, top 10 môn phái này. À, top 4 nè, top 4 môn phái, top 4 thế giới chứ. Top 1 môn phái và top 4 thế giới. Đó, quá đẹp. Ở trong thì set đồ này quá đẹp anh em ơi. Set đồ này vị trí khoảng trên dưới khoảng tầm 10 triệu nè. Không biết đâu. Set đồ này trên dưới nếu mà khả tính nhẹ ra thì nó cũng tầm dao động cũng tầm 8 đến 10 triệu. Tổng cộng cả set đồ này 8 đến 10 triệu ấy. Rồi, nói chung thì anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Anh em thích xem video của cao thủ nào cứ soi bên dưới được Khải soi nha anh em. Sau mỗi trận thông kim Khải sẽ soi cho anh em xem.